Ở đây là có một cái số lượng lớn cái loại xe mà dành cho người khuyết tật, là nhập khẩu trực tiếp từ Nhật về luôn, rất là đẹp. Cái xe này là nó dùng cho người khuyết tật thôi, người bình thường ta đi cũng được chứ. Người ai, nói chung là người già mà ai thích là đi được thôi. Đó, mấy người già họ thích họ đi thôi, dành cho những người già rồi đó. Đáng lên ta đi chợ rồi á. Có hãng Toyota đàng hoàng luôn à. Có ai mà ở đâu. Đây là xe dành cho người già và người khuyết tật, Toyota. Đây là xe mà dành cho người già và khuyết tật, còn rất là đẹp, hàng nhập khẩu từ bên Nhật Bản về luôn. Nếu mà các bạn nào mà muốn sở hữu một chiếc thì hãy liên lạc với số điện thoại ở trên đầu của video các bạn nha. Những chiếc còn rất là mới nè. Đây là cái lượng xe này nhiều lắm, còn bên một bãi một kho nữa, xe dành cho người già và người khuyết tật các bạn. Nếu mà mình có trong nhà có người già đồ á, có người già thì mình muốn thì cho những người bà con của mình khỏe thoải mái thì mua một chiếc. Rồi các bạn nào muốn mua thì hãy gọi vào số điện thoại ở trên đầu của cái video nha các bạn nha. Mình sẽ cho số điện thoại trên đầu video, các bạn hãy gọi để với chủ xe để họ bán rất là nhiều. Cả hàng trăm chiếc chứ không phải là ít đâu. Các bạn bấm vào tiêu đề video là sẽ thấy có số điện thoại. Rồi, cảm ơn các bạn.